Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nha các bạn ơi. Hôm nay thì mình giới thiệu các bạn một cái bộ đèn dành cho X155. Rất là nhiều anh em hỏi về cái bộ đèn code dành cho X155. Thì hôm nay mình vừa mới làm xong một bộ đèn dành cho một vị khách ở ngoài Bắc đặt hàng. Thì nhân tiện đây mình giới thiệu các bạn luôn một bộ đèn X155 bên mình làm thì như thế nào, và chi tiết tất cả các món đồ mà mình làm xong thì có những chức năng gì nổi trội với so với những cái bộ đèn ngoài thị trường ha. Ok, đây là một cái bộ đèn X155 mình đã làm vào trong trong xe. Thì bộ đèn này á, là đây là bộ đèn Titan Black và trong cái chó đèn code của X155. Các bạn quan sát có thêm cái vòng AE và bên trong thì mình có bọc lưới rồi, rất là đẹp đây ha, bọc lưới hai bên này đó, bọc lưới và có vòng AE sáng rất là sáng. Ở phía sau á thì mình cũng show luôn cho các bạn xem. Phía sau thì mình đây là đóng hộp nha các bạn, đóng hộp nha. Đây là đóng hộp nhựa đó, và có thể tăng chỉnh lên như zin các bạn, tăng chỉnh lên xuống như zin bằng ốc này luôn. Đây là ốc tăng chỉnh các bạn ha, các bạn có thể tăng chỉnh bằng ốc này lên xuống như zin đó. Và đây là full jack cắm ra, có jack cắm ra các bạn ha. Đây phía sau mình show cho các bạn xem luôn, mình làm cho các bạn là có thể tăng chỉnh được luôn đó. Đây phía trước ha, cái này thì thực ra là chó mới mình mua về mình làm cho các bạn, cho nên là khi các bạn ráp vào là nó chỉ lộ đúng cái phần đèn đó thôi, còn lại bên trong thì tất cả nằm hết bên trong rồi, rất là ok. Rồi bên cạnh đó thì bên mình còn một bộ dây điện, đây có đầy đủ. Như cái bộ dây này thì khách yêu cầu là cái RB thì mình sẽ tiến hành mình làm một công tác riêng ở ngoài. Thì đây là bộ dây có relay này các bạn nè, có cầu chì từ dưới bình ắc quy đi lên luôn, chứ mình không có chơi cắm vào trong cái jack zin nha các bạn, tại vì cái điện của cái công suất của cái đèn này nó lớn hơn cái đèn zin rất là nhiều. Cho nên đó là mình sẽ làm cái dây cầu chì từ dưới ắc quy đi lên để lấy điện, chứ không có cắm dây vô trong cái đèn zin giống như là một số video trên mạng ha. Đó thì mình làm là full jack cắm luôn, có cầu chì riêng nè các bạn nè, cầu chì riêng dành cho đèn code đó ha. Và kèm theo đó thì đây là một bộ relay, các bạn là về full jack cắm luôn, các bạn cắm jack như zin nha. Và tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắm vô trên xe. Rồi, và đây là cái công tắc mà mình làm công tắc tắt bật đờ mi cho chủ xe, thì chủ xe yêu cầu là mình muốn tắt bật đờ mi. Rồi ok, và kèm theo đó thì trong cái bộ đèn này mình cũng đã làm cho chủ xe một cái mắt quỷ đổi màu bằng app điện thoại, tí nữa mình sẽ review cho anh em xem. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta có thể đấu được cái bộ đèn này vào trong đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn cho anh em những cái jack cắm ha. Đây, một bộ đèn của mình gửi cho anh em thì bao gồm có 3 bộ phận thôi, mình sẽ chia ra đó. Một là cái bộ đèn nguyên cái chó đèn cụm đèn pha như thế này, hai là một bộ relay đây như thế này, ba là một cái bộ dây cầu chì như thế này các bạn ha. Rồi dây cầu chì thì bây giờ cái jack xanh này á, chúng ta thì tiến hành là cắm vào cái jack xanh ở trên cái bộ dây các bạn này. Đây mình sẽ tiến hành mình cấp kết nối jack xanh này với jack xanh cầu chì với jack xanh ở trên cái bộ relay, các bạn cứ cắm jack lại như zin thôi. Ok các bạn ha. Tiếp theo là các bạn sẽ tiến hành là kết nối cho mình cái dây ở phía sau đèn này, kết nối với cái jack 4 mà mình đã làm sẵn đây ha. Rồi đây. Rồi nhiệm vụ của các bạn á, thì các bạn về cho các bạn chỉ việc là ghim cho mình hai cái dây này. Dây màu đen nó sẽ là mát, dây màu đen sọc trắng thì nó sẽ là dây code ghim như cái jack zin ha. Rồi cái này á thì cái này là cái cầu chì thì chúng ta chỉ là gắn vào trong cọc dương của ắc quy cho mình ha. Rồi và còn một cái jack cuối cùng, đây là cái jack này thì chúng ta sẽ tiến hành là cắm vào cái jack đèn pha ở trong cái cùm zin. Thì trên xe thì mình sẽ tiến hành cắm đối đầu luôn. Đó là full jack cắm các bạn ha, không có cắt dây, không có chuyển đổi dây gì các bạn. Toàn bộ là các bạn giữ nguyên zin mà các bạn chỉ cắm dây thôi. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình đấu nối cho nó sáng cái đường đèn nó sáng cái đường mi lên cho các bạn xem nhé. Rồi. Ở đây mình có một cái ắc quy. Chúng ta sẽ tiến hành là gắn cái dây dương này vào cọc dương của ắc quy. Cọc cộng của ắc quy các bạn ha. Không cần quay đây. Rồi ok. Rồi đây, dây dương dây đỏ đây các bạn. Mình sẽ tiến hành là cắm vào dây còn dây vàng này, mình sẽ gắn vào dây mát, đây là mát đây. Đây các bạn. Rồi, dây đỏ này á thì bây giờ dây đỏ này mình sẽ tiến hành mình ghim vào trong dây đờ mi. Cho các bạn xem về cái đờ mi của nó trước. Đờ mi là dây màu đây. Đây là đờ mi nha các bạn. Cái bộ đờ mi này á là bộ đờ mi đổi màu. Đây mình sẽ tiến hành mình đổi màu, mình cố định màu cho các bạn xem nhé. Mình sẽ vào trong một cái app.
Đây, mình sẽ tiến hành mình vào app nha. Mình sẽ tiến hành kết nối với đèn. Rồi ok, mình đã kết nối xong, mình có thể đổi màu. Đây, màu đỏ các bạn. Màu đỏ đây. Màu đỏ đây. Rồi ok, bây giờ mình tiến hành mình gắn màu xanh này. Để đổi màu xanh ngọc này các bạn. Đó, màu xanh lá cây này. Màu vàng này. Màu trắng nè. Màu xanh ngọc này các bạn. Màu đỏ nè. Đó, mình có thể đổi màu bất kỳ các bạn ha, qua điện thoại nha các bạn. Chúng ta sẽ tiến hành là kết nối với app và sau đó chúng ta đổi màu. Đó. Ok, mình sẽ tiến hành mình đổi màu xanh ngọc nha. Màu xanh này cũng được, rất là đẹp ha. Đó. Ok. Như vậy là về cái phần đổi màu Demi mắc quỷ á, thì chúng ta thì đổi màu qua app. Rồi, cái thứ hai. Đây, mình có thể bắt xin được các bạn. Đây, mình sẽ đấu vaccine cho bạn xem nhé. Vaccine đây. Cái này là mình đang đấu giả lập cho các bạn. Thì trên xe thì các bạn sẽ sử dụng toàn bộ là công tắc zin hết. Đó, vaccine các bạn ha. Rồi, code đây. Đó, bật đèn code này các bạn. Về ánh sáng của Titan Black thì mình sẽ có video mình test ánh sáng cho các bạn sau. Tại vì cái này là hiện tại bây giờ mình đang ban ngày cho nên mình cũng không có test ánh sáng cho các bạn rõ được. Nếu muốn test ánh sáng thì mình sẽ test vào ban đêm và một cái khu vực nó trống trải tối để các bạn có thể đánh giá được chi tiết cái ánh sáng thực tế của nó ha. Ok. Rồi, cái Demi này thì chủ xe yêu cầu là có công tắc bật tắt Demi riêng. Ví dụ như bây giờ mình cắm Demi đúng không các bạn, thì mình muốn tắt Demi mình chỉ cần bấm cái nút này là bấm tắt nè, bật lên nè các bạn, tắt này thấy không. Đó, cái này chủ xe yêu cầu một cái công tắc riêng, nhiều khi mình không muốn nó sáng Demi thì mình tắt đi ha. Ok. Rồi, về một cái đặc điểm nữa, đó là cái bộ đèn này á, thì bên mình làm á cho anh em á là có thể tăng chỉnh được như zin, thì mình hướng dẫn luôn cho anh em cái cách tăng chỉnh của nó. Cameraman gần này lại gần đây nha. Đầu tiên muốn tăng chỉnh thì chúng ta sẽ tiến hành là chuẩn bị cho mình một cái tua vít như thế này. Cái này là tôi gọi là tua vít 3K nha các bạn. Thì mình sẽ tăng chỉnh như sau, tức là mình sẽ chọt từ bên ngang này nè các bạn. Mình chọt vô trong cái lỗ này. Và đây là cái vị trí con ốc zin. Mình cứ vặn. Mình vặn thì cái bánh xe này nó sẽ xoay các bạn. Đó, nó xoay. Nó xoay á thì cái đèn nó sẽ lên hoặc xuống. Và khi nào chúng ta muốn chỉnh đèn thì chúng ta hãy dựng cái xe vô ở cách cái tường nào đó mặt phẳng các bạn. Một cái tường á, chúng ta xỏ tua vít vào và chúng ta xoay, chúng ta chỉnh. Chúng ta chỉnh tới chỉnh lui, khi chúng ta vặn thì nó sẽ lên xuống. Và đèn này bên mình độ là anh em có thể tăng chỉnh được lên xuống luôn. Đó, rất là hiệu quả ha. Ok. Một bộ đèn như thế này á, Titan Black thì bên mình như cái bộ này thì chủ xe yêu cầu đặt. Và bên mình là có chóa sẵn, bên mình làm sẵn cho anh em luôn. Anh em về việc là lắp lên xe, tháo chóa kia ra. Nếu anh em muốn đổi chóa thì anh em có thể gửi chóa kia lại cho mình sẽ đổi bù cho anh em. Ok. Như vậy là mình đã vừa rồi mới giới thiệu cho các bạn một bộ đèn Titan Black dành cho chóa đèn cốt của Exciter 155. Rồi, toàn bộ bộ đèn thì nó chỉ có vậy thôi. Còn ánh sáng thì mình sẽ hẹn các bạn vào một video sau. Mình sẽ test ánh sáng thực tế trên chiếc Exciter 155 ở ngoài một khu vực trống trải hơn để các bạn có thể quan sát được cái hình ảnh ánh sáng rõ ràng hơn. Ok, anh em đừng quên nhấn nút đăng ký kênh cũng như like và share video nếu cảm thấy video hay nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video. Hai, chào tạm biệt.